Hôm nay mình tiếp tục cài bộ 3 phần mềm đồ họa cho một bạn qua TeamViewer. Thì mình sẽ ghi lại cái màn hình này để các bạn cùng theo dõi quá trình mình cài đặt bộ 3 phần mềm Photoshop, Illustrator và CorelDRAW cho MacBook. Thì đầu tiên mình sẽ xem thông tin về chiếc MacBook này. Thì đây là MacBook Air đời 2022, chip Apple M2, bộ nhớ 8GB và hệ điều hành macOS Ventura 13.4. Thì trước hết mình xem thông tin về MacBook để mình có cái bộ cài phù hợp. Nếu như bạn nào có nhu cầu cài phần mềm cho MacBook cũng như Windows thì các bạn liên hệ với mình qua số Zalo trên màn hình, hoặc là mình để ở số Zalo để ở trong mô tả nhé. Thì đây là cái bước đầu khi mà mình cài đặt, thì mình sẽ kiểm tra cái phần Gatekeeper đã disable hay chưa. Thì hiện tại cái MacBook này nó vẫn enable, thì mình sẽ cần disable nó đi trước khi tiến hành cài đặt các phần mềm đồ họa. Với cái máy này, macOS Ventura và chip M2 thì mình sẽ cài chọn bộ bao gồm Photoshop. Thì đầu tiên mình sẽ cài Photoshop phiên bản mới nhất phù hợp. Mình sẽ tiến hành cài đặt như bình thường. Tất cả các bộ cài của mình thì đều có thuốc sử dụng vĩnh viễn, các bạn yên tâm. Các bước cài đặt thì nó cũng không quá phức tạp, tuy nhiên thì bạn cần phải xác định được đúng cái bộ cài phù hợp với chip của bạn, nếu không thì bạn rất khó để mà crack cũng như sử dụng, nó sẽ bị lỗi. Đây là Photoshop mới nhất tương thích cho macOS chip M2. Như vậy là mình đã kết thúc quá trình cài đặt Photoshop rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tắt nó đi. Mình sẽ đi vào cái phần ứng dụng và đưa cái icon Photoshop ra ngoài màn hình desktop luôn. Đó, bây giờ sau khi cài xong thì mình sẽ tiến hành chạy test thử. Lần đầu tiên chạy thì các bạn cứ bấm OK cho phép. Và đây là cái màn hình khi mà mình cài đặt xong. Đó, mình sẽ mở một cái file mới để test thử demo cho bạn xem. Trong video thì mình chắc chắn là mình không được chia sẻ các cái cách crack active rồi. Các bạn nếu theo dõi nhiều video trên kênh tin học thực hành của mình thì các bạn hiểu trên YouTube không được phép chia sẻ các cái thủ thuật hay là crack hay bẻ khóa hay hoặc là active Windows Office phần mềm, bởi vì các cái chia sẻ như vậy sẽ bị vi phạm bản quyền, cho nên mình không được phép nhé. Ok, cái bộ Photoshop như vậy đã cài đặt xong. Bây giờ mình tiếp tục vào cái mục tải về mà và mình cài tiếp tục Illustrator. Và tất nhiên là chúng ta cũng tiến hành cài đặt như bình thường thôi. Và cái bước cài đặt cuối cùng đó chính là mình có cái file thuốc đó, file thuốc để mà các bạn có thể sử dụng vĩnh viễn, không phải trả phí mua bản quyền. Thì đây là Adobe Illustrator version 27.6.1. Tất cả các bộ cài mà mình cài cho MacBook cũng như Windows của các bạn thì mình sẽ căn cứ vào hệ điều hành cũng như là cấu hình máy. Nếu MacBook của bạn thì tùy thuộc vào chip bạn đang sử dụng, chip Intel hay các bạn máy chip M1, M2 mà các bạn thường hay tìm kiếm đấy, thì mình sẽ có cái phiên bản mới nhất phù hợp cho từng cấu hình máy. Vậy là Illustrator thì mình cũng đã cài đặt xong, thì mình cũng tương tự đưa ra ngoài màn hình để dễ thao tác sử dụng mà thôi. Tất nhiên là các cái bộ cài này thì mình đã active hết rồi, cho nên là mình mở lên sử dụng như bình thường thôi và không phải mua bản quyền. Tất cả đều sử dụng vĩnh viễn thoải mái và không lo cái vấn đề phải mua bản quyền hay là dùng thử. Đó, đây là cái Illustrator và mình cũng demo nhanh để các bạn xem nó sẽ đầy đủ tất cả các cái tính năng. Nếu mà bạn dùng MacBook thì chắc chắn là, đặc biệt những bạn mà hay thiết kế đồ họa thì chắc chắn bộ 3 phần mềm này không thể thiếu cho MacBook của bạn rồi. Mình rất hay nhận được các cái nhu cầu cài đặt của các bạn đồ họa. Đa phần là các bạn sẽ cài đầy đủ cả Photoshop, Illustrator và
phần mềm Corel. Có những bạn làm phim thì sẽ yêu cầu cài thêm các phần mềm khác nữa. Thì bây giờ mình tiếp tục cài cái phần mềm thiết kế đồ họa Corel Draw. Đó, đều là chip mầm 2 cho nên mình sẽ lựa chọn đúng cái phiên bản. Ngoài các cái phần mềm đồ họa thông dụng như các bạn nhìn thấy ở video này thì mình còn nhận cài đặt tất cả các cái phần mềm cho MacBook và Windows, kể cả các phần mềm làm phim, lập trình AutoCAD, Office, PDF, rất nhiều các phần mềm dành cho MacBook. Nếu như bạn nào gặp khó khăn thì các bạn hãy contact với mình qua số Zalo để ở trên màn hình nhé. Ok, đây là cái phiên bản Corel Draw version 2.4.4, cũng là cái phiên bản mới nhất và nó tương thích với chiếc MacBook này. Như vậy là quá trình cài đặt cũng thành công rồi. Bây giờ mình chỉ việc tắt nó đi và mở nó lên mà thôi. Ok, sau khi cài xong thì mình cũng luôn luôn tiến hành test thử. Đó, và đây là các cái mình sẽ test thử cái file. Đó, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong bộ 3 phần mềm thiết kế đồ họa cho MacBook, Photoshop, Illustrator và Corel Draw. Một lần nữa, nếu như bạn nào có nhu cầu cài đặt thì các bạn liên hệ với mình qua số Zalo để trên màn hình, hoặc là các bạn có thể tìm thấy số Zalo ở trong mô tả nhé. Mình sẽ tư vấn cài đặt cho các bạn các cái phiên bản tương thích và phù hợp nhất cho MacBook của các bạn cũng như trên Windows.